Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà hàng Saba TV và em là Trần Huỳnh. Hôm nay là một buổi cuối tuần thứ bảy các bạn ạ. Và cũng rất là vui luôn, hôm nay thì nhà hàng Saba TV cũng được rất là nhiều anh chị em du khách là ủng hộ. Thì em cũng muốn chia sẻ một chút cho bạn về không khí tại nhà hàng các bạn nhé. Trong quá trình vừa qua thì thực ra là cũng là do nhà hàng cũng đông khách. Đôi khi là anh em cũng bận một số việc cũng như để tiếp đón khách nên là cũng không ra clip. Thì hôm nay tranh thủ mình xin được giới thiệu một chút về không khí tại nhà hàng. Trước video thì cũng xin được cảm ơn tất cả các quý anh chị em, quý du khách đã đến với Sapa và đến với nhà hàng Sapa TV để thưởng thức ẩm thực và cũng như là để giao lưu văn hóa, trải nghiệm như là những cái nét đặc sắc của bà con vùng cao. Bây giờ thì mọi người đi theo em lên trên tầng 2 các bạn nhé. Đây, mời các bạn đi nào. Hôm nay thì trộm vía các bạn ạ, bây giờ là hơn 7 giờ thôi nhưng mà nhà hàng thì đa số là bàn đặt đã kín hết rồi. Thì có gì thì anh chị em nếu mà lên Sapa thì có thể đặt bàn trước vào số hotline là 056 345 6789. Cơ sở nhà em là 019 Hoàng Thụ nha. Bây giờ mời cameraman đi trước nào. Rồi đây là bể cá tầm này các bạn này. Cá tầm nhà mình thì các bạn có thể ăn lẩu cá tầm hoặc là có nhiều món như là xào rồi là hấp. Nhưng mà cá tầm nhà mình là cũng bán theo cân luôn các bạn nhá. Khách thích con nào là có thể vật luôn con đấy ra, mình cân rồi mình bán thôi. Dưới bếp bây giờ thì cũng rất là nóng rồi nhưng mà không khí ở dưới bếp thì lúc nào cũng là nơi gọi là anh em vất vả nhất. Đây các bạn, trang phục nhà hàng đây các bạn thấy rất đẹp không? Đây, bây giờ thì mời các bạn lên trên tầng 2 thôi. Rất là vui và rất là biết ơn du khách khi mà đã luôn yêu thương và ủng hộ nhà hàng Sapa TV tại cơ sở 019 Hoàng Văn Thụ. Đây, bên này thì không gian của tầng 2 các bạn này. Đó. Bên này nữa. Bây giờ là 7 rưỡi các bạn nhá. Không khí tại nhà hàng Sapa TV lúc 7 rưỡi. Anh là đến từ đâu anh? Đoàn nhà mình là đến từ đâu ạ? Ủa nhưng mà chụp làm gì? Em đang quay review để anh xem đồ ăn ở đây xem có ngon không. Quay thức ăn được rồi, anh. Nhưng mà anh cứ cho em một cái cảm nhận đi, anh thấy đồ ăn có ngon không đã? Ngon ngon ngon. Ngon ngon này, em vui rồi, em cảm ơn. Đấy các bạn, anh chị ăn thắng cố các bạn nhá. Đây các bạn ạ, đang đi quay review thì lại gặp với anh Đồng Hương của anh Hải. Nhưng mà từ Phú Thọ lên đúng không anh? Đúng rồi, anh 19 Phú Thọ. Bây giờ hôm nay anh trải nghiệm nhà hàng Sapa TV nhà em là anh dùng món gì? Hôm nay anh ăn lợn mẹt. Lợn đủ món ấy. Lợn đủ món. Thế anh thấy đồ ăn nhà em như nào? Đồ ăn là rất ưng ý. Rất ngon. Thế anh thấy về giá hay sao? Giá cả anh thấy quá hợp lý. Đấy. Mà 8 người ăn mà có triệu mấy. Dạ vâng. Thế em xin phép là trưa mai mời các anh chị quay lại nhà hàng em nhá. Okay. Dạ em cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Được vào nhà hàng Sapa TV đấy. Dạ em cảm ơn. Dạ. Châu xong chưa? Dạ. Đấy các bạn. Xin chào nhé. Dạ em cảm ơn anh chị nhá. Dạ. Đấy. Những cái lời chia sẻ chân thành của khách hàng ấy luôn là những niềm động viên cho anh em nhà hàng cũng như là cho toàn bộ anh em bếp các bạn ạ, cũng như là anh Hải, chị Tuyên để làm sao mà mong muốn được phục vụ khách hàng của anh tốt hơn. Đó. Đây là không khí trên tầng 3 các bạn ạ. Đây, tầng 3. Đó. Tầng 3 hiện tại đây. Ở trên tầng này thì đấy, em chào anh ạ. Ở trên tầng 3 nhà mình thì có cả sập cũng là có cả bàn các bạn nhé, mọi người có thể ngồi thoải mái luôn. Đây bây giờ đi tham quan một vòng ở đây thì các bác giao lưu cũng rất là ồn luôn mọi người. Em vào mời anh em một tí nha. Ok, dạ. Cảm ơn em. Ba chén mà nóng hết được người. Ba chén khấu vài lèng. Chú anh ơi, uống khấu vài lèng tối đi đâu? Tối đi bắt vợ thôi. Dạ. Ok, cảm ơn em. Dạ. 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 Em ơi, nhờ em quản ca cái đi. Dạ vâng. Anh em ơi! Hai, ba, rô! Hai, ba, rô! Hai, ba, rô! Quang ra! Rồi mình là đi bao nhiêu người anh nhỉ? Đoàn nhà anh là cả lái xe là 16. 16 chàng cứ lẫm quân các bạn nhá, chưa người yêu. Ok. Ok. Rồi nhá, mày bây giờ đoàn cái đi. Ok. Em cảm ơn anh nhá. Vâng vâng. Đây đi sang bên này để phỏng vấn nốt các anh em. Em chào các anh nhá. Hôm nay là các anh ăn mền lợn nhà em thì thấy đồ ăn chất lượng như nào anh? Rồi, ok, cảm ơn anh Huỳnh.
đã quay lại với anh em từ Bắc Linh. Hôm nay cũng thay mặt đoàn đến với Sapa nhà mình và được thưởng thức món ăn mẹt lợn hôm nay tại nhà hàng. Thì trước tiên là về phong cách phục vụ của nhà hàng rất là tuyệt vời và nhiệt tình, và đồ ăn thì rất là ngon miệng và vừa miệng với tất cả mọi người ở đây. Xin chân thành cảm ơn và đề nghị cả nhà mình ra chén rượu để lưng ly, gọi là mình kết giao giữa tình cảm giữa em Huỳnh đã dành cho khách hàng đến với nhau, để gọi là cũng hy vọng là mọi người sẽ khi đến với Sapa sẽ vào ủng hộ về nhà hàng Sapa của em Huỳnh đây. Em hy vọng là lịch trình của nhà mình là 3 ngày là 6 bữa, nhưng em hy vọng là sẽ đón các anh khoảng tầm 3 đến 4 bữa là em hạnh phúc. Ok là em chúc anh. Em mình anh qua rượu quê. Nào. 1 2 3 hết luôn ạ. Rượu quê thì bao giờ cũng đượm đà tình cảm và ngon anh ạ. 2 3 em xin phép nha, chúc anh ngon miệng. Dạ vâng. Dạ. Đấy các bạn ở trên này thì các bạn thấy về cái không khí cũng như là về những cái đánh giá của mọi người ấy, thì mọi người cũng rất là hài lòng về phong cách phục vụ của nhà hàng Sapa TV. Ở trong bên này thì sẽ là khu vực tầng B của nhà hàng các bạn nhé. Đây, tầng B của nhà hàng bên này. Bây giờ cũng chỉ tầm 7 rưỡi thôi các bạn ạ. Nhưng mà nhà hàng mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ. Thì cũng đa số là full hết bàn. Bên này đó. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi lên trên tầng 4 nhé. Thực ra thì các bạn đã làm nhà hàng thì cũng rất là khó, đôi khi là phải giao lưu với khách hàng nữa, nên là nhiều lúc là trong cái lời nói cũng đôi khi là cũng hơi líu lo, nên mọi người thông cảm giúp mình. Rồi khả năng mình điều về sang tầng C trước. Đây, tầng C của tầng 4 các bạn ạ. Đó. Đây cameraman đi vào quay một chút về không khí ở tầng C luôn cho mọi người xem. Đó. Ở tầng này thì sức chứa là khoảng tầm 150 người các bạn nhé. Thì cũng rất phù hợp cho các công ty du lịch cũng như là công ty lữ hành mà khi mà đến với Sapa hay là những cái chương trình event của các công ty ấy, để làm sao mà chúng ta tổ chức được một khu riêng. Ở đây thì có cả karaoke như là ánh sáng đầy đủ luôn. Thì cũng rất là mong là các công ty lữ hành khi mà xem được video này thì có thể liên hệ với bên em để làm sao mà mình cùng nhau mình hợp tác đưa thật nhiều du khách đến với Sapa. Tình là xa non ngàn cách núi rừng người vẫn người chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là không gian tại bên tầng A các bạn nhé. Tầng A thì cũng có một đoàn, nhưng mà anh chị là cũng vừa ra các bạn ạ. Đấy. Đây thì hôm nay nhà hàng em là phải xếp một bàn dọc để cho làm sao mà đoàn của anh chị có được chỗ ngồi thoải mái nhất. Chào chú ạ. Chú là cùng đoàn đấy. Chú là đến từ đâu chú? Hà Nội. Hôm nay chú ăn hôm nay chú ăn đồ ăn tại nhà hàng Sapa TV thì chú thấy đồ ăn như nào? Cảm nhận quá tuyệt vời, được cả. Thế còn vì phong cách nhân viên phục vụ thì chú thấy nào? Chú đáo nhiệt tình, được. Nhu cầu cái gì cái là anh em cần cái là có người đáp ứng ngay. Thế là hôm nay chú ăn thắng cố đúng không? Vâng. Rồi. Thế là chú ơi, thắng cố có ngon không? Vâng, được, tốt. Được. Cảm ơn anh nhá. Nếu mà được thì ngày mai em mời cả gia đình quay lại ủng hộ. Vâng, đợi con chú ạ. Cảm ơn nhà hàng. Em cảm ơn anh nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Đấy các bạn, đôi khi là cứ phải xem video trực tiếp các bạn ạ, thì mới đánh giá được cái chất lượng của phục vụ của nhà hàng, cũng như là có những cái cảm nhận tốt nhất về chất lượng phục vụ, cũng như là về đồ ăn, thức uống tại nhà hàng các bạn nhá. Thì là khi mà mọi người đến với Sapa ấy, thì mọi người đừng quên ghé qua nhà hàng Sapa TV để ủng hộ, cũng như là trải nghiệm ẩm thực, cũng như là để giao lưu và thưởng thức những cái sản vật, cũng như là những cái đồ ăn mà mang hương vị Tây Bắc, cũng như là những cái nét đặc trưng của bà con vùng cao khi mà đến với Sapa. Và khả năng bây giờ em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên like và share, như là ủng hộ kênh YouTube của nhà hàng Sapa TV. Còn bây giờ thì khả năng em xin phép bye bye. Đừng quên địa chỉ tại 019 Hoàng Thụ và số online đặt bàn tại nhà hàng. Đây là khách đến nhà hàng Sapa TV ạ. Sapa TV đây. Dạ. Hôm nay anh thấy đồ ăn nào anh? Đồ ăn rất tuyệt vời. Dạ. Đấy, rất ngon, và nhân viên của nhà hàng này là rất nhiệt tình đối với khách. Dạ. Cảm ơn nhà hàng. Anh cho em hỏi là cảm nhận về giá như nào anh? Giá cũng phù hợp với nhu cầu thực tế tại nơi tham quan du lịch Sapa. Dạ. Cảm ơn. Thế là anh đến từ đâu? Anh ở Thanh Hóa. Anh Thanh Hóa. Dạ. Em cảm ơn anh nhá. Dạ. Dạ. Đấy các bạn. Thực ra thì những chia sẻ chân thành của khách hàng là những lời động viên cho tập thể anh em nhà hàng Sapa TV để có thể gọi là có động lực, cũng như là có những cái sự gọi là cố gắng trong việc phát triển thương hiệu của nhà hàng. Thì khả năng là em xin phép kết thúc clip tại đây. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên like và share, như là ủng hộ cho kênh YouTube của nhà hàng Sapa TV. Đặc biệt là những ai có nhu cầu mua chẩm chéo thì trong các bếp, hay là những cái mặt hàng nông sản của bà con Tây Bắc, thì có thể gọi là vào fanpage của nhà hàng Sapa TV, hoặc là fanpage của đặc sản Tây Bắc Sapa TV, hay là kênh TikTok Sapa TV để ủng hộ các bạn nhé. Sắp tới thì anh Hải cũng sẽ có rất nhiều những chương trình gọi là live stream đặc biệt, cũng như là những cái chương trình tri ân giảm giá khách hàng, thì cũng xin mọi người ủng hộ và chia sẻ. Bây giờ thì bye bye, xin chào.